Theo tin từ Thông tấn xã Việt Nam, ngày 25 tháng 9, theo thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, nhà trường đã tạm thời đình chỉ công tác của cô NTV để làm rõ sự việc. Trước đó, một phụ huynh lớp 4B trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng có ý kiến về việc giáo viên chủ nhiệm lớp đã có những lời nói xúc phạm, hành vi không đúng chuẩn mực, gây áp lực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của học sinh trong quá trình học tập tại lớp. Phụ huynh cũng phản ánh cô NTV còn có hành vi ép học sinh đi học thêm. Ngay sau khi nhận được thông tin Nhà trường đã liên hệ với cô NTV để xác minh sự việc, yêu cầu cô NTV viết bản tường trình, đồng thời ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cô NTV. Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Ninh Bình cũng đã chỉ đạo nhà trường khẩn trương phối hợp để xác minh sự việc, xử lý theo đúng quy định, tuyệt đối không bao che, nể năng với các hành vi không đúng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.